Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Đình chỉ cảnh sát giao thông tung chân làm đôi nam nữ lao vào giải phân cách. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã quyết định tạm đình chỉ chiến sĩ cảnh sát có hành động bộc phát trong clip xuất hiện trên mạng xã hội. Sáng ngày 19 tháng 7, nửa ngày sau khi phóng viên đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh sát giao thông lao ra chặn xe đôi nam nữ chạy ngược chiều trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đã trực tiếp tới tòa soạn trao đổi thông tin. Theo Thượng tá Đinh Thanh Thảo, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, chiến sĩ xuất hiện trong clip công tác tại đội cảnh sát giao thông số 3. Chúng tôi tiếp thu các thông tin báo nêu trước mắt, chỉ huy phòng quyết định tạm đình chỉ công tác chiến sĩ này, yêu cầu viết tường trình để xác minh làm rõ vụ việc, Thượng tá Thảo nói. Đại diện phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cam kết 2-3 ngày tới khi có kết quả điều tra sẽ có công văn trả lời đầy đủ với phóng viên và gửi tới độc giả. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai đến đâu thì xử lý đến đó, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định. Từ chối phân tích sâu về hành động của cấp dưới vì còn chờ tường trình, song Thượng tá Thảo nhận định chiến sĩ này đã hành động bộc phát vô thức. Sau vụ việc, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông thủ đô sẽ tiếp tục giáo dục, chấn chỉnh lễ tiết tác phong 1.300 cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để rút kinh nghiệm về quy trình xử lý vi phạm. Cũng trong sáng nay, đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính thanh niên lái xe máy xuất hiện trong clip trên với 4 lỗi: không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh, tổng mức phạt khoảng 2 triệu đồng. Chiều ngày 18 tháng 7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cảnh sát giao thông lao ra chặn xe máy của nhóm thanh niên chạy ngược chiều trên phố. Theo clip, chiến sĩ cảnh sát giao thông chạy từ vỉa hè lao ra giữa đường chặn bắt nhóm đi xe máy. Sau khi người này giơ chân lên, chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách cứng rồi trượt trên mặt đường. Hai thanh niên ngã vào giải phân cách gần đó là tủ điện. Sau ít giờ đăng tải, clip nhận được hàng trăm bình luận chia sẻ, xem hình ảnh phát tán, nhiều người sử dụng Facebook cho rằng cảnh sát giao thông đạp ngã người đi xe máy. Theo Trung tá Lê Tú, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội, sự việc xảy ra chiều ngày 18 tháng 7 trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa. Khi cảnh sát giao thông kiểm tra thì xe đó đi ngược chiều, hai người không đội mũ bảo hiểm. Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra thì họ tự đâm vào giải phân cách, ông Tú nói và cho biết thêm. Nhóm người đi xe máy không bị thương, cảnh sát giao thông đã tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử lý không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ cá nhân tung tin cảnh sát giao thông đạp ngã người đi xe máy. Anh em đi tuần tra kiểm tra xử lý người không đội mũ bảo hiểm thì phát hiện hai trường hợp này. Anh em ép xe yêu cầu dừng lại thì bỏ chạy, vào cua hẹp quá họ quay ra thì bị ngã. Anh em đến giữ và đang xử lý, người đứng đầu cảnh sát Hà Nội thông tin. Bác bỏ thông tin nhóm người bị ngã mang theo ma túy, ông Khương nói rằng thanh niên cầm lái chở theo cô gái đi nhà hàng. Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm người tung tin thất thiệt lên mạng xã hội. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.